rau câu su xê này mình được một chị học chung nhóm chia sẻ, ăn thấy cũng rất ngon. Mình làm video này chia sẻ lại để cả nhà cùng làm. Công thức này mình có điều chỉnh lại lượng nguyên liệu để làm được một chiếc bánh ngon ưng ý nhất. Về phần nhân, mình dùng 200g đậu xanh đã cả vỏ. Tính lượng đậu trước khi đem ngâm, mình đã đem đậu xanh ngâm cho nở mềm và rửa sạch rồi. Nếu không có thời gian, các bạn ngâm đậu với nước nóng khoảng từ 2 đến 3 tiếng trước khi nấu. Còn không thì ngâm đậu với nước từ 6 đến 8 tiếng hoặc qua đêm đều được. 50g dừa nạo sợi, không có thì mình không sử dụng nhé. 80g đường cát trắng, một chút muối giúp cho phần nhân bánh được đậm vị hơn. Cho hết đậu xanh vào nồi. Đổ nước ngập qua mặt đậu khoảng một đốt ngón tay. Nấu cho đậu chín nhừ. Các bạn nhớ vớt bỏ phần bọt nổi lên trên mặt này đi. Vớt sạch bọt giúp cho nhân đậu trong, nhân đậu để bảo quản được lâu hơn. Thấy nước cạn, đậu cũng đã chín nhừ bở tơ như thế này là được. Không cần phải nấu cạn hết nước đâu. Mình tắt bếp để cho đậu nguội bớt. Cho đậu vào máy xay. Thêm 80g đường vào xay chung. Xay cho đậu nhuyễn mịn. Nếu thích ăn nhân đậu hơi lợn cợn thì chỉ cần xay sơ hoặc đem đậu đi cà nhuyễn. Xay xong cho đậu ra chảo. Cho hết dừa bào sợi vào để xên chung với đậu. Nếu không sử dụng dừa bào sợi thì thêm một chút dầu ăn. Một chút muối để giúp cân bằng vị. Bật bếp để xên đậu với mức lửa trung bình. Xên cho đến khi nhân đậu sệt lại, thấy đậu róc không dính chảo, nhân đậu đứng không chảy xệ là nhân đạt. Khi nhân nguội mình đem chia được 40 viên nhân để làm 40 chiếc bánh, mỗi viên là 15g. Nếu chưa làm bánh liền thì bọc kín nhân để bảo quản ngăn mát được 3 ngày, ngăn đông để được lâu hơn khoảng 1 tháng. Khi nào cần làm thì lấy ra xả đông, nhồi nhân lại để giúp nhân dẻo mềm. Về phần thạch rau câu dùng để làm phần vỏ bánh, mình sử dụng một gói bột rau câu con cá dẻo 3D của Hiệp Long, gói này có trọng lượng là 12g. Để tăng độ giòn, mình sử dụng thêm 4g bột rau câu giòn hiệu con cá vàng của Thái Lan. Nếu không có bột rau câu giòn thì dùng hoàn toàn bằng bột rau câu dẻo. 200g đường cát trắng, có thể thay thế bằng đường phèn. Mình làm 2 màu bánh. Với phần bánh màu xanh, mình sử dụng 50ml nước sirup vỏ cam. Mình dùng 7g bột thanh long đỏ để làm vỏ bánh màu hồng. Đem pha với 50ml nước ấm, các bạn có thể thay đổi màu tùy theo ý thích. 200g đường, 12g bột rau câu con cá dẻo, 4g bột rau câu giòn, hòa tan với 1 lít 2 nước. Để ngâm 30 phút cho rau câu nở ra và ngậm đủ nước. Ngâm được 30 phút mình đem rau câu đi nấu. Để nấu rau câu với mức lửa vừa, khuấy đều tay liên tục giúp cho rau câu không bị đóng cục cháy dưới đáy nồi. Khi thấy nước rau câu sôi nhẹ, mình hạ lửa xuống mức lửa gần nhỏ nhất, nấu thêm 5 phút cho rau câu chín hoàn toàn. Chia rau câu ra làm 2 phần bằng nhau để làm 2 màu thạch. Một phần mình đem pha cùng với 50ml nước sirup vỏ cam, khuấy đều cho nước sirup vỏ cam hòa tan cùng với nước rau câu. Mình chuẩn bị 20 chiếc hũ nhựa để làm 20 chiếc bánh màu xanh, đổ một lớp nước rau câu mỏng. Đợi cho nguội một chút, đặt viên nhân vào giữa. Tiếp tục đổ kín phần nhân đậu, nước rau câu còn lại các bạn đun cho thật nóng mới đổ tiếp. Làm như vậy mới tạo được độ kết dính giữa hai lớp rau câu lại với nhau. Còn nếu đổ nguội, hai phần thạch rau câu này dễ bị tách lớp. Hoặc nếu thấy phần mặt đông thì dùng tăm rạch nhẹ phần mặt rồi mới đổ tiếp nhé. Đối với phần bánh màu hồng đỏ mình cũng làm tương tự. Đổ xong để cho bánh nguội hoàn toàn thì lấy bánh ra khỏi khuôn. Nếu muốn phần thạch rau câu trong hơn thì dùng hoàn toàn bằng bột rau câu dẻo. Tuy nhiên bánh ra nước nhiều, phần vỏ bánh ít giòn hơn.
dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại giống như làm bánh su xê, hoặc để nguyên trong hũ đậy kín nắp để bảo quản ngăn mát, dùng được từ 2 đến 3 ngày. Bánh su xê thạch rau câu dẻo dai thanh mát, ăn vị giống như bánh su xê làm bằng bột năng. Chúc các bạn thành công với món bánh su xê thạch rau câu mới này. Các bạn nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mới sớm nhất.